tổ chức mạnh màu đế đạo. Còn nay chị sẽ dành tặng cho quý thầy cô cũng như các em học sinh một bài hát, đó là bài Ánh Nắng Của Anh. Xin mọi người cùng kính chúc. Mọi người ai thuộc bài hát chị nha, cho tay em cùng chị nha. Chào xin chân xíu nhẹ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.